Học trò Trấn Thành bị netizen tấn công thô bạo, cái kết đắng sau hành động đá đểu thầy cũ. Không lâu sau khi có hành động cà khịa chuyện Trấn Thành bao rạp phim, học trò cũ của nam MC nhận cái kết đắng. Những ngày qua, vụ ồn ào Trấn Thành bị tố giành vé xem phim vì cần sự riêng tư đã thu hút sự quan tâm từ công chúng. Dù nam MC và rạp phim đã lên tiếng phản hồi, thông tin cụ thể về diễn biến câu chuyện, tuy nhiên câu trả lời của họ vẫn chưa làm hài lòng một số khán giả. Giữa lúc bão dư luận chưa lắng xuống thì diễn viên trẻ Phạm Duy Khương, học trò cũ của Trấn Thành trong một cuộc thi truyền hình bất ngờ có động thái khó hiểu trên trang cá nhân. Cụ thể, Duy Khương liên tục đăng tải nhiều nội dung được cho là có liên quan đến drama bao rạp phim của Trấn Thành. Điển hình là dòng trạng thái như mình tìm mua quyển sách này mà hết suất, kèm theo đó là bìa sách mang tên Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người Nhật. Hành động của Duy Khương đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả bày tỏ thắc mắc lý do vì sao nam diễn viên trẻ đăng tải nội dung khá trùng hợp trên giữa thời điểm drama căng thẳng, khiến anh bị nghi ngờ đang cà khịa thầy cũ. Dù chưa rõ thực hư nội tình ra sao nhưng mới đây trên trang cá nhân Phạm Duy Khương, nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự bức xúc, tấn công thô bạo bằng ngôn từ vào các bài đăng cũ của nam diễn viên. Bên cạnh những bình luận ném đá, một số fan của Duy Khương cũng lên tiếng bênh vực, bảo vệ thần tượng giữa làn sóng chỉ trích gay gắt. Trước đó vào rạng sáng ngày 4 tháng 3, một tài khoản Facebook có tên JVDUC bị nghi là của nghệ sĩ Trấn Thành đã bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý, Duy Khương: cậu học trò tốt tánh, tôi không biết tôi đã làm gì em mà khiến em cư xử như vậy, nhưng hành động của em không thể chấp nhận được. Phạm Duy Khương là học trò trong đội Trấn Thành và đăng quang quán quân đấu trường Tiếu Lâm mùa đầu tiên. Anh từng là gương mặt diễn viên trẻ triển vọng sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Duy Khương mất hút khỏi làng giải trí Việt. Hiện ồn ào liên quan đến nghệ sĩ Trấn Thành, Duy Khương đang là tâm điểm quan tâm của khán giả.